lại với STKid TV, tiếp tục series bong bóng nghệ thuật đơn giản dành cho người mới bắt đầu. Hôm nay, chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một chú thỏ đơn giản bằng một quả bóng và một khúc bóng màu đen các bạn nhé. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên, quả bóng màu trắng chúng ta thổi lên khoảng nửa quả bóng. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.